Rồi chào các bạn và mọi người nha. Thì hôm nay bên kho của anh Toàn có gì chiếc con Camry 8 đầu tiên tại Việt Nam các bạn ơi. Đây thì mình quay sơ sơ cho anh em coi, máy này không xuống xe thì không có quay được, vài bữa máy sau chiếc sau nó về có hạ bồn mình quay chi tiết hơn cho anh em coi ha. Đây cái bồn các bạn. Máy 108 này máy cam nha anh em. Chưa máy hái thì chưa biết ha. Băng tải này lớn lắm các bạn ơi. Băng tải này chắc lớn 105 mà nó cục hơn anh em. À mình nghe nói lớn hơn một lử các bạn. Đây sưng mát luôn. Có clip em à. Hàm các bạn. Máy thì mới thì anh em khỏi cần ấy ha. Nó rất là mới thì anh em nói gì giờ nó mới chát luôn, biết gì đâu nói. Thì cái này nói chung trên xe mời giao cho khách các bạn. Ngồi dân xưa cho anh em coi chân cẳng thì con này 108 đầu tiên Việt Nam luôn các bạn ơi. Hải lên nào đi Hải. Em mới lên đợi anh tỏ anh điện em chạy lên đó thì đợi xe về luôn. Dạ. Dạ. Chú nhà uống phê. Dạ dạ. Chú nhà uống phê lấy cái áo này cũng được. Máy quá đẹp nha anh em. Con này thì nó mới về tới thì nói chung anh em lên quay xương xương cho anh em coi đồ đạc của nó thôi. Còn con này thì nó mới 100% thì chưa có quay được động cơ bơm số. Con này giao cho khách luôn nha anh em. Thì anh em nào mua thì liên hệ nha. Công ty của anh Toàn các bạn ơi. Đây gần nha. Con này nói chung lứa thì cũng giống như 100 lẻ nè. Gần này dài quá trời dài luôn các bạn. Không biết nó có bự hơn không. Hay nó giống 100 lẻ các bạn ơi. Thì cũng có hước tắt thì đo chính xác. Con này dạng chân nó xích nó thì nó hơi bự, nó xích không vẽ nè. Con này xích nó là ngang là nghe nói 6 tắc. Mắt thì bằng dao hay gì các bạn. Bằng này. Thông số con này xích trên này thì nó không có để, con này gặp xích hẳn. Cái gió máy mới mà nè. Máy này cam mùa chia. Đóng là 20 con này đời không biết nhiêu nhưng mà đóng là CBG. May quá mới các bạn, đây số đó thì nó số nó như số 100 lẻ vậy thôi nè, không khác gì hết ra, tương tự thôi. Con này động cơ thì cũng giống nhưng mình chưa coi được ha, được hai cải từ cải biến lên cái này, à, không có xài chứng giấy nè, đó. Con chợp chân này cũng tương tự chân 100 lẻ nè. Con này ben lên có ben lên chút xíu nha, còn ben lên cao cỡ nào thì không biết các bạn. 108 đây nè, dây test đi, thì quay đi, tôi quay tới rồi. Đây sương mát đang nổ máy đấy các bạn. Đạp bia gì không? Có số máy gì không nghe. Nó hơi thiếu sáng các bạn. Cái bình dầu này nghe nó bằng mũ quá vậy anh em ơi. Nó bảo vệ cái bình dầu luôn. Con này nó cải tiến rất là nhiều á anh em, nhưng mà nó đang trên xe thì không có xuống mình quay cho anh em coi được á. Thì đợi chiếc sau về mình quay cho anh em coi á, chiếc này giao cho khách thì ta về ta tự hạ các bạn ơi. Còn mình thì máy này phải xuống thì mình mở mình coi động cơ được cho anh em á. Coi tàn rồi cho anh em coi á, còn này không có các bạn, cái này đang trong xe vậy là ta vui ve yeah, vô luôn là mời giao đi cho khách luôn rồi, bởi vì mình không có review chi tiết cho anh em coi, vì chiếc sau lên review cho anh em coi á. Đây cái này là cái ben phân khói các bạn, này là phân khói á, một động cơ thì cái kia anh em, để mình soi vô cho anh em coi.
Ba gì? Mời đẹp. Quá trời mọi người nè. Cái bồ đi lên tới trên luôn nè. Cái bồ cao cũng hơn cái mùi nữa. Và động cơ con này nó má 100 cho bằng luôn này mà. Coi độ trên thì cái này nó bị kẹt tại vì đang nằm chỗ kẹt này. Quá đẹp. Máy quá đẹp luôn anh em ơi. Thì để mình quay xương xương vòng vòng ở cho anh em coi ha. Quá trời, máy nói chung nó mới nè, bánh thì nó bự hơn bánh 100 các bạn. Bánh này bị ngang 6 tấc nha anh em. Dài nó cũng cỡ 100 rồi các bạn ơi. Đây coi cái băng tải nè. Băng tải là bự chắc chắc. Con này cải tiến cho băng tải lớn lắm anh em mà nó cục luôn. Băng tải này nó cục hơn băng tải 100 nè. Bự chà bá luôn, băng tải ngang bự kinh thiên lắm. Dán lép tem thái luôn hả? Đúng rồi. Nè có băng tải nè, chằng chằng không? Họ có động cơ quá các bạn. Băng tải tối thẳng dữ lắm động cơ nè. Trời dữ lắm hơi thì nó cũng như động cơ 100 thôi các bạn ơi. Cái nó độ thêm gì được 3 ngựa nữa anh em. Heo gì đó? Heo nhiêu anh Toàn? 80 kg. Heo 80 kg đó mời anh em mời xẻ thịt nha. Cái này không có xài dí giấy luôn các bạn, dặn bên 5 con ốc. Quá dặn chừng. Cái này chưa coi động cơ nữa nè. Cái này ắt là những lực lượng đó các bạn. Mấy cái này trong này nó có gì trong này thôi. Cái này phải tự động gì nữa. Này mình không có gần anh em mà xài 100 chắc tiết ba mấy cái điện này mấy cái này. Chắc này là mấy cái ô tô tự động bên sườn các bạn. Nó có cảm biến ở đây luôn anh em. Đó có cảm biến mà anh em coi ha. Cái này nó cải tiến cũng nhiều thứ lắm mà tại đậu trên xe mình đi không mình không có review được mấy này mấy cam các bạn. Lên anh em mấy công ty máy này đang dán tem các bạn ơi. 108. Ơi bán máy 108 tặng luôn cái bồn này nghe anh em. Đó. Hai cái luôn. Ghê lắm không? Con này anh em khỏi chơi nhưng mình chưa quay được động cơ nữa. Bơm số thì nó cũng như 100. Cái chân này nó hơi lực hơn cái chân 100 một chút nha các bạn. Nó cũng tương tự thôi nhưng mà nó hơi lực hơn. Cái hết hay là coi đây này bòn giao về cho khách chúng ta tự hạ anh em tự hơn thì gác đầu lên đi gác đầu lên bòn nó nặng dữ trời quá nặng rồi bòn không nhẹ heo à.